Ở index chính action thì tôi đã giới thiệu cho các bạn đó là phương thức dispatch thông qua đối tượng đó là dispatcher. Và khi chúng ta thực hiện đó là gọi đến câu lệnh đối tượng dispatcher gọi đến phương thức dispatch thì chúng ta sẽ thực hiện đó là forward đến một action. Và chúng ta cũng cần phải khai báo đó là action mà chúng ta muốn thực hiện forward sẽ là action nào bằng cách đó là chúng ta thiết lập các giá trị của phần bay cho controller chứa action đó cũng như chúng ta cần đưa vào đó là tên của module, tên của controller và tên của action mà chúng ta muốn đưa phần nội dung của action đó vào cho action hiện tại của chúng ta. Bây giờ nếu như chúng ta gọi đến phương thức đó là dispatch trong khi chúng ta không thực hiện thiết lập các giá trị cho phần bay cho module, cho controller name và cho action thì chúng ta phải dựa vào đó là các giá trị mặc định. Bây giờ tôi sẽ tạo ra một action mới. Bằng cách đó là chúng ta copy index chính action. Sau đó tôi sẽ thực hiện đó là thay đổi phần tên của action. Chúng ta sẽ có index 10 action. Bên trong index 10 action này tôi cũng tiến hành copy tên của action và đưa vào cho các câu lệnh echo tiếp tục tôi sẽ tắt đi đó là các câu lệnh này và chúng ta sẽ truy cập vào index 10 action để xem chúng ta nhận được đó là kết quả như thế nào bây giờ tôi sẽ thực hiện thay đổi phần đường dẫn và sẽ là index 10 action thì các bạn thấy chúng ta đã in ra được đó là phần nội dung của câu lệnh echo star đây chính là câu lệnh echo method và sau đó chúng ta đã nhận phần thông báo lỗi đó là Index Controller không được loát Và tại sao chúng ta nhận được phần thông báo lỗi này Là bởi vì Khi chúng ta gọi đến phương thức Đó là Debate Thì nó sẽ chuyển đến một Action Và do chúng ta không thực hiện khai báo Các phần Action mà nó sẽ chuyển đến Do đó nó sẽ lấy các giá trị mặc định Của Controller Và giá trị mặc định của Action Bây giờ tôi thực hiện Azure ra đó là đối tượng dispatcher của chúng ta. Tôi sẽ nhập vào đây giá trị đó là dispatcher. Và tôi sẽ thực hiện di chuyển câu lệnh này vào bên trên. Sau đó chúng ta tiến hành refresh lại phần trình duyệt. Thì các bạn thấy chúng ta đã in ra được đó là đối tượng dispatcher và tôi cũng thực hiện đó là di chuyển xuống phía cuối của trình duyệt. Thì các bạn thấy chúng ta có các giá trị như là Default action đây là action mặc định với giá trị đó là index và default handle đây chính là giá trị của controller mặc định và nó có giá trị đó là index như vậy khi chúng ta không thực hiện khai báo các phần action và phần controller thì nó sẽ tiến hành đó là lấy các giá trị của action mặc định và controller mặc định và ở đây chính là giá trị index action và index controller chúng ta cần phải đưa vào đó là giá trị của nem bay mặc định và bây giờ tôi sẽ tiến hành đó là thiết lập giá trị cho nem bay mặc định ở index 10 action tôi sẽ thực hiện đó là gọi đến câu lệnh đối tượng dispatcher và chúng ta sẽ gọi đến phương thức đó là set default nem bay với phương thức này chúng ta cần truyền vào đó là phần nem bay mà chúng ta muốn phần name bay này sẽ là phần name bay mặc định. Và tôi sẽ thực hiện đưa vào phần name bay. Chẳng hạn tôi sẽ đưa vào đó là giá trị này. Và chúng ta sẽ đưa vào đây. Như vậy, chúng ta đã có đó là phần name bay mặc định và kết hợp với giá trị của action mặc định và controller mặc định. Thì sau khi câu lệnh này được thực thi thì chúng ta sẽ có phần nội dung của Action Index thuộc về Controller Index và nằm trong module đó là Chapter 04 là bởi vì chúng ta có các giá trị mặc định đó là Controller mặc định sẽ là giá trị Index tiếp tục Action mặc định với giá trị là Index bây giờ tôi sẽ thực hiện đó là refresh lại phần trình duyệt và chắc chắn rằng chúng ta sẽ truy cập được vào nội dung của index action nằm bên trong của Index Controller thuộc về module Chapter 04. Và chúng ta sẽ có đó là nội dung của câu lệnh echo này. Thì các bạn thấy chúng ta đã có được đó là phần nội dung của câu lệnh echo. Đó là multi fan công module chapter 04 index controller và index action. Như vậy, phần dự đoán của chúng ta đã chính xác. Và bây giờ các bạn thấy thuộc tính Default Name Base đã có giá trị đó là Monty Fan Công, Chapter 04 và Controller. Ngoài ra thì các bạn cũng có thể thay đổi đó là các giá trị Controller mặc định và giá trị đó là Action mặc định. Để thực hiện thay đổi các giá trị này thì tôi sẽ gọi đến các câu lệnh đó là đối tượng Dispatcher và chúng ta gọi đến phương thức đó là Set Default Action. Thì tôi sẽ đưa vào đây đó là giá trị cho action mặc định. Chẳng hạn tôi sẽ nhập vào đây giá trị, đó là index 1. Tiếp tục chúng ta sẽ tiến hành, đó là thay đổi giá trị cho controller mặc định. Ví dụ tôi sẽ đưa vào đây, đó là dòng mở lệnh đối tượng dispatcher. Chúng ta gọi đến phương thức, đó là set default controller. Và chúng ta cũng truyền vào, đó là tên controller mà chúng ta muốn thiết lập controller này sẽ là controller mặc định. Sau đó tôi sẽ thực hiện thay đổi giá trị này thành giá trị đó là abc chẳng hạn. Sau đó thì tôi sẽ tiến hành refresh lại phần trình duyệt. Chắc chắn rằng chúng ta không thể di chuyển đến index 1 action thuộc về controller abc và nằm trong module đó là chapter 04 là bởi vì trong module chapter 04 của chúng ta không tồn tại đó là controller ABC và các bạn thấy chúng ta đã nhận được phần thông báo lỗi như những gì mà chúng ta đã dự đoán đồng thời thì các bạn thấy các phần thuộc tính đó là action mặc định bây giờ đã có giá trị đó là index 1 và controller mặc định bây giờ đã có giá trị đó là ABC như vậy thông qua video này thì các bạn cũng đã biết Cách để chúng ta có thể thiết lập đó là các giá trị mặc định cho Action, các giá trị mặc định cho Controller, các giá trị mặc định cho phần Name Bay. Các giá trị này sẽ hữu ích cho chúng ta khi trong quá trình chúng ta gọi đến phương thức Debat mà chúng ta không thiết lập. Đó là tên của Module, tên của Controller và tên của Action.